Bàn siêu đồ tròn cả nhiều, nhà. đồ nhiều Ủa, lắm, cái này full nụ luôn cái chị. vàng nút nụ Đúng rồi, nó ấn cái tượng vàng nút luôn cả nụ nhà. này là bảo đảm cho anh chị mình luôn ha. Rồi xoay xoay cái gì trên trên cho nó xoay vòng tròn cái khi Cái bự bàn nó này xoay nó từ từ thoáng cứ chị. giống vậy. Đó. Ôi cái cây cưng hay cả nhà, cây rất là ok luôn cô chú anh chị mình coi nè. Ui, Ồ nhìn. xoay từ từ Cái cái này không. thì ở trong tỉnh miền Nam thì em sẽ giao xe để nguyên chậu, còn ở trong ngoài ngoài Bắc thì em sẽ đóng bó bầu và đóng kiện ha, bó bầu và em đi kiện gỗ Rồi, mã số 9 y cả nhà, một cây siêu ha. bông mình lại hay ra mua cái tết nha. 30 là hoành thôi. Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em luôn ạ. À. Dạ rồi hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của bé Nhi cô chú để tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai cho Tết nha. Thì hôm nay là Nhi có là một số cái mã số gồm rất là nhiều loại giống cô chú anh chị có lớn có nhỏ để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Mong là cô chú mình xem clip ủng hộ cho bên vườn nha. Chào bé Nhi nha. Dạ rồi em chào chị ha, em kính chào quý cô chú mình. Thì hôm nay em quay trở lại thì hôm nay em có một cái lô đại lộc đó cả nhà. Đại lộc với lại siêu bông bình lợi. Đại lộc thì em có hàng nhỏ nhỏ ha, tầm trung cho anh chị mình chơi được ha. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0373 919 774. Những cái hàng em lên giao lưu là mình chơi Tết được nha cô chú anh chị. Đó. Hàng Tết nha Đây. cô chú. Đại lộc thì nút nụ lên nhiều Như nha. siêu nụ luôn. Đó, đại lộc mình như siêu nụ luôn á. Rồi. Đầu tiên là mã số cặp 1 y ha. Một y nè cô chú anh chị, cặp một đại cặp lộc nha. ha. Rồi. Để em hai cây thì em đo cây thôi nha cả nhà. Nó chiều cao tự nhiên nó tương xứng với nhau. 54, cái ngang được 45. Em đo cái này là em đang đo cây nhỏ ha. 12 là quành thân ha. Em đo bên này là cây nhỏ ha cả nhà. Rồi. Nút nụ thì bao cái nha này cả chiều nhà. cao được Nên cái 60 nút ta. nụ lên cũng không ổn á. Cây này được 60 chiều cao nè. Là ngang được 52 ha. Quành thân được 11. Cặp này thì em giao lưu với giá là 400 ngàn thôi nha. Một cặp 400 ngàn thì ở nhà mình tính đi. Một cặp 400 ngàn một cây chỉ có 200 ngàn một cây thôi. Mà nè, đó. Chỉ có Bình 200 thường ngàn một cây như thế này thôi đó. Một cặp 400. Đó. Nút nụ thì lên bao la cho cô chú anh chị mình. Đó. đây Nguyên là cái siêu nụ luôn cả nhà nhìn thấy không? à. Đại lộc như cả nhà. Bông 49 nha. Bông 49 cánh ha. Rồi. Cặp này với giá 400 ngàn em bao ship ha. Một y. Một y nha cả nhà mình đây. Tiếp theo luôn hả? Cặp 2 y cũng là đại lộc. Thì hàng này nút nụ là nhiều hết cô chú anh chị, lên rất là ổn luôn nha. Cái lô này thì em có tầm khoảng 40-50 cây thôi cả nhà ơi, không có nhiều nha, 40-50 cây thôi. Em sẽ lên được vài cặp, em sẽ lên tầm 4-5 cặp gì đó, rồi ở ngoài clip em vẫn còn, nếu mà anh chị mình muốn lấy thêm ở ngoài thì vẫn được ha. Ngoài những cái cây ở trên mã số mình muốn lấy thêm ở ngoài cũng được. À, tại vì là cái lô này của nó cũng xem xém nhau không mà cả nhà. Đó. Hay y như cả nhà. Nút nụ thì lên chiều ok cao ha. Cây này được 55. Cái ngang được 47. Quanh thân được 11. Rồi. Chiều cao cây này 57. Cái ngang được 46. Quanh thân được 11 luôn ha. Rồi. Cặp này cũng giá 400 ngàn luôn. 400 ngàn cặp này của chú to ha. Trời Tết rồi. Ở tính ra vậy có 200 ngàn cây dễ nhậu nữa. Nút nụ thì bao la, cái hàng này là em bao chuẩn bông luôn ha. 49 cánh nha cả nhà. Rồi. Đó. Cô chú mình tham khảo thì em nói hàng này cũng đó giờ em ít lên bán đại lộc lắm. Đang là bán đa số là những cái giống khác thôi. Nhưng mà em khi em lên bán đại lộc là bán bao chuẩn giống ha. Chuẩn mặt bông cho chị mình nha. Rồi. Y luôn cả nhà. Dạ, 3Y cũng là đại lộc ha. Đây cô chú mình ha. Chiều cao 57. Tàn ngang 55. Rồi. Hoành thân 11. Chiều cao 65. Tán ngang 58. Rồi. Hoành thân được 11 luôn ha. 3Y ha. Nút nụ thì mình bao la cho anh chị mình như một siêu nụ luôn. Như một cái siêu nụ luôn. Đại lộc nha cả nhà. Rồi cặp này cũng 400 ngàn ha. 400 bao ship luôn cả nhà ơi. 4Y luôn cô chú anh chị mình. 4Y cũng là đại lộc hả anh chị. Rồi, một cặp luôn cô chú. Nút nụ thì cũng có lên luôn cô chú. Cái nào thì cũng lên nụ ok ha.
chiều cao 57, tại ngang 54, hoành thân 11, chiều cao 61, tại ngang 47, hoành thân được 10 ha. Dạ. Cặp này cũng 400.000 luôn hả? Thì là bốn mã đầu thì em sẽ lên đại lộc ha, cặp này cũng 400. Thì ở ngoài em còn nữa nha cả nhà, ở ngoài em vẫn còn ha, mình muốn lấy thêm ở ngoài thì vẫn được ha. Rồi sau cái này thì em sẽ lên mã số những đi lớn mình lợi ha cả nhà. Cô chú tham khảo cặp này ha, chỉ có 400 là vô ship luôn nha. Đó, nút cậu thì ok nha cả nhà ơi. Rồi em qua mã luôn cô chú. Số tiếp theo ha cả nhà. Dạ, tiếp theo mã số 5Y ha cả nhà. 5Y đây mình lợi ha. Đó, hàng này nút nụ lên nhiều nha cả nhà. Nè cô chú mình coi nè. Đó. Thì hiện tại là cây đang đi lên chân kim ha. Chiều cao được 90, tà ngang được 88, hoành thân được 17. Rồi. Ủ của nó là được 33 ha cả nhà. Nguyên bộ đế của nó được 65 ha. Củ này cũng nở nha, củ đặc nha. Củ đẹp ha cô chú anh chị. Chân thú luôn nha cả nhà. Đó, nút nụ về nha cô chú, gạch lên là thấy nha. Nhiều lắm. Rồi, cái này mình giao lưu sao bấy nhiêu ơi? Cái này em giao lưu với giá 900 ngàn thôi nha. Sau con mình lại nha, em bao ship nha cả nhà, đi kiện gỗ ha. 900 ngàn bao ship đi kiện gỗ ha. Ok ok nha cô chú. Tiếp theo nào. Tiếp theo mã số 6Y cũng là bình lợi ạ. Nút nụ lên ok ha. Nút nụ nút nụ. Chiều cao 88, tá ngang 83, hoành thân 18. Rồi. Nên này ha. 37. Này cũng đế thú á cả nhà. Cũng quay quái ha. Đế này nó đế nằm nằm cũng dáng hình thú nè, nút nụ nè lên anh chị. Nó thấy không? Ok ha cô chú chị. Cái này em giao lưu với giá là 1 triệu bao ship nha. Cái hàng này thì lâu nãy nằm ở trong chỗ 4 anh chị. Lâu này nằm ở trong chỗ 4 nha. Chỗ 4 lọt lòng hả nhỉ? Dạ chỗ 4 lọt lòng. Rồi ok. Kế đến luôn. Vừa 6Y hả? Ừ, 7. 7, 7. 7Y cũng là bình lợi. Rồi. Đây củ đặc nha cả nhà. Cái lầu này củ đặc nha. Chiều cao 80. Rồi. Tá ngang 76. Hoành thân 20. Củ 42 ha. Rồi. 42. Cái này với giá 900 ngàn nha cả nhà. 900 ngàn cho cậy mã số 7Y nha. Rồi, xin mong mình lại ha. Cây này thì cô chú anh chị mình về chơi Tết thoải mái luôn ha. Nút nụ có nè, và đặc biệt là hàng già nha cô chú anh chị. Cây đẹp nè. Rồi cô chú mình tham khảo chỉ có vài trăm ngàn thôi ha. Kế đến luôn nha. Tiếp theo mã số 8Y cũng là siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cây này tròn do luôn ha. Nút nụ nè, lên đủ hết trơn cô chú anh chị. Nụ nhiều lắm. Cốt mập lù luôn. Và cây này đế đẹp nha cả nhà. Chiều cao được 1m. Đế khéo ghê. Tàn ngang được 76. Đế cưng nha. Hoành thân 19. Trời ơi, đế đẹp quá trời. Cái bàn nha anh chị ơi. Trời ơi. Tròn do luôn, 86 nha. Nụ lên đều trơn luôn. Cái cũ 34 được cái cũ ha. Cây này khéo cây vô cùng luôn cái đế nè. Cưng lắm cả nhà. Cái này em giao lưu với giá 1 triệu em bao ship nha cả nhà. 1 triệu bao ship nhanh tay cả nhà. Hôm nay hàng để giá rất là yêu thương cô chú anh chị mình luôn nha. 8Y ha. Ừ. Số tiếp theo luôn mấy nha. Dạ, tiếp theo mã số 9Y ha, một cây siêu bông bình lợi đế viết nha anh chị ơi. Cây này to mà tàn siêu tròn cả nhà. Nhiều, nhiều lắm, cây này full nụ luôn. Cái vàng nút nụ nó ấn tượng. Cái vàng nút nụ này là bảo đảm cho anh chị mình luôn ha. Rồi xoay xoay cái gì? Nó. Trên cho nó xoay vòng tròn cái. Cây bự nó xoay từ từ cứ anh chị. Đó. Ôi cái cây cưng ha cả nhà, cây rất là ok luôn cô chú anh chị mình coi nè. Ui. Cái này thì ở trong tỉnh miền Nam thì em sẽ giao xe để nguyên chậu, còn ở trong ngoài Bắc thì em sẽ đóng bó bầu và đóng kiện ha, bó bầu và em đi kiện gỗ ha. Rồi mã số 9Y cả nhà, một cây siêu bông bình lợi hay ra mua chứ Tết. 30 là hoành thân. 30 là hoành thân ha. Nguyên bộ đế của nó là được 95 ha. To lắc nó đẹp quá cả nhà. Em đau cái chỗ này. Đây thì chị phụ. Được 64, chỗ này được 64 ha. Hoành thân được 30, nguyên cái bộ đế được 95. Cụ cái em đo chủ nó nở như chỗ này được 64. Nút nụ thì bao la cho anh chị mình đảm bảo ha. Cái này nằm ở trong chậu 7 ha. Chậu 7. Ờ hư nhỉ, tầng này lo chậu 7 hư cơ. Để em đo phải chậu lòng chút đi. Ê, 6 à? Thì đúng rồi. Chậu này chậu 7 lật 7 chậu 7 lật lòng 6 ha. Đây cả nhà. Nó củ bì á cô chú. Chiều củ bì là 7 á. Lật lòng 6.
Cao này được 1m3. Rồi. Đây là xoài ngang được 103 ha. Ừ. Nút nụ thì bao la ha chị ơi. Như xoay vòng cho chị coi cái này, xoay từ từ ha, chị quay cái tàn phía trên cô chú mình coi nè. Nó tròn tàn dù nha, tàn dù ha. Quá đẹp cái cây này của chú anh chị. Nói chung cô chú mình có điều kiện đó, mình mua những cái cây như thế này về mình chơi Tết là xứng đáng nha cô chú. Coi bộ đế nơm của nó nha chị ơi. Đế đẹp nè, nút nụ nhiều ha. Đẹp ha. Tàn chuẩn nha cô chú anh chị. Đó. Nó hội tụ rất là nhiều yếu tố nha, nên mình có điều kiện lắc mua nữa ha. Như thế này là lắc nữa ha. Cái cốt đầu ghép nó muốn liền luôn cô chú nè, em quay cả nhà mình xem nha. Như chỗ này nè, đó. Cái này về mình có thể gỡ ra hết được nha cô chú. Rồi, có giá chị nha. Dạ, cái này em giao lưu với giá 7.200.000 em bao ship ha. Đặc biệt là cây khỏe mạnh, cả nhà không bị lỗi nào hết nha chị. Nếu mà cây có bị lỗi thì em sẽ nói ha, còn cây này thì khỏe mạnh bình thường ha. Nút nụ đi tầm nha cả nhà. 7.200.000 cho mã số 9Y ha. Rồi, 7.200.000 cả nhà mình ơi. Rồi, mã số tiếp theo là một siêu phẩm nha cô chú chị. Tròn đều luôn. Cô chú anh chị nó lùng liền, nó đẹp lắm cả nhà. Đế nó cắm cái xuống không cô chú anh chị? Chậu bự hơn. Chậu 8 lọt lọt 7 ạ. Cái quạnh nó to như ơi. Ba mấy ạ? 31. 31 quạnh. 31 là ở trên. Ừ, ở dưới đây được 39 ha. 39 31 là ở trên cái cổ. Chưa, để chị vòng vào cho. Rồi ok. 106 anh chị. 106 ha. Nè cô chú, cái này là cái form lùng nha. Nó rất là lùng luôn nè, cô chú mình coi nào. Nút nụ thì bao phê ha. Nhưng cái hàng này là hàng lớn, hàng già mùa nữa là nút nụ nó chuẩn lắm nha cả nhà, bông nó cũng chuẩn nữa ha. Đó, bông nó từ 6 xăng, 7 xăng ha. Siêu bông mình lợi hàng lớn nha cô chú anh chị. Đây. Tàn tròn đều hết cô chú anh chị. Nút nụ rất là ok cho mình luôn. Tròn do vô dây chỉnh sửa hết rồi. Chiều cao được 99, cái này lùng lực. Sáng ngang được 92. Rồi. Cái này em giao lưu với giá 7.500 bao ship nha chị. 7.500 ha. Cũng như cây kia, trong tỉnh miền Nam thì em để nguyên chậu giao xe ở miền Bắc em sẽ đó. Bó bầu và đóng tiền gỗ. Ừ. Thì cái lô này của em còn khoảng được mười mấy cây. Còn được khoảng mười mấy cây thì anh chị là mình có nhà ý mình muốn mua về mình kinh doanh lại thì đến tận vườn em thì cũng sẽ có giá ưu thương ha. Rồi. Xem trực tiếp thì sẽ có giá ưu thương hơn, hoặc là mình lấy số lượng nhiều anh chị. Rồi. Mình lấy càng nhiều nó sẽ càng rẻ. Thì cái cây này thì em cũng xin phép lại cái clip ngày hôm nay của em luôn thì anh chị là mình hận nhãn. Hận nhãn ở số này thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0373 919 774 cả nhà. Rồi. Cái này bé Nhi có báo giá cho chị chưa? Dạ, 7.500.000 của chú anh chị mình ha. Cây ok ha cả nhà. Ừ. Rồi. Rồi thì clip em đến đây kết thúc nha cô chú anh chị. Mong cô chú mình sẽ ủng hộ cho bé Nhi thật là nhiều luôn nha. Dạ em chào tạm biệt cô chú và xin hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.